Vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của Mạnh Bonsai. Quý vị và các bạn thân mến, chơi cây cảnh tiền tỷ chưa đã, đại gia nổi danh Thái Nguyên còn mua hẳn đá quý để làm hồ cá coi. Để trang hoàng cho hồ cá coi thêm phần sang chảnh, đại gia Lê Văn Dũng đã mua gần 100 tấn đá quý mang từ Quỳ Hợp Nghệ An để về Thái Nguyên làm thành hồ ông lê văn dũng ở thành phố sông công tỉnh thái nguyên chủ sở hữu của đàn cá coi này cho biết ở việt nam rất nhiều dân chơi cá coi tuy nhiên để tìm ra hồ cá thứ hai quy tụ nhiều và có những coi có kích thước lớn hình thể cân đối vạm vỡ màu sắc và hoa văn đẹp mắt như thế này là rất hiếm thậm chí ngay cả ở nhật bản cái nôi của cá coi để có một hồ cá coi như thế này cũng rất là hiếm rồi. Tổng giá trị đàn cá coi của ông lên tới gần 10 tỷ đồng. Theo lời của ông Dũng, đàn cá này được nhập về Việt Nam từ năm 2016 để có được những con cá coi khủng với kích thước lớn. Anh Dũng đã phải mất rất nhiều thời gian thương lượng, đàm phán với các chủ trại ở Nhật Bản, thậm chí là phải tham gia đấu giá, vượt qua nhiều dân chơi đẳng cấp trên thế giới tất cả những con cá coi nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam có chứng từ xuất nhập khẩu sẽ đắt. Còn nếu cá mua trôi nổi thì có giá rất rẻ và chỉ những người chơi mới biết đâu là cá nhập, đâu là cá lai, like, ông Dũng cho hay. Hiện tại ở Việt Nam cũng có cơ sở sản xuất và nhân giống cá coi với giá rất rẻ, chỉ khoảng vài trăm nghìn đồng cho một con cỡ 40cm. Cùng loại đó nếu nhập khẩu từ Nhật Bản về sẽ không dưới 1.000 đô một con. Kể với giới truyền thông về ý tưởng xây dựng một hồ cá coi đẳng cấp tại Việt Nam, ông Dũng chia sẻ, vào năm 2015, tôi sang Nhật gặp một hồ cá và khoảng sân vườn rất là đẹp. Sau đó tôi tìm đến người thiết kế và họ đã đồng ý. Sau 3 tháng thi công, sân vườn có hồ cá được hoàn thiện. Hồ hình bán nguyệt chiều dài 65 m, chiều rộng chỗ rộng nhất là 25 m, chỗ nhỏ tầm 7 8 m, mực nước luôn luôn để tầm 1,5 đến 1,6 m. Phía sau đồi là hệ thống lọc nước hiện đại có chiều dài 50 m và có một hệ thống ngầm ở đáy hồ. Nước chảy xuống bao nhiêu, hệ thống hút lên dàn nước, Giàn gồm 3 tầng và lọc lại nước bấy nhiêu, lọc xong lại đổ về hồ đáy và thành hồ được đổ lớp bê tông dày. Thành hồ được ghép bằng gần 100 tấn đá quý mang từ quy hợp của tỉnh Nghệ An về đất Thái Nguyên. Đàn cá coi có kích thước từ 40 cho tới 90 cm. Trong đó có 15 con có kích thước từ 80 tới 90 cm. Chủ nhân của đàn cá coi cho biết tổng giá trị đàn cá này là gần 10 tỷ đồng. Theo ông Dũng, Cá coi chất lượng cao phải có màu sắc tốt, mảng màu trên da có độ dày, sắc nét, tuổi cá nhỏ mà cấu trúc hình thể to lớn, cân đối, phát triển chiều dài vượt bậc so với cá cùng lứa thì giá càng cao gấp nhiều lần. Để có được một số con cá coi độc, lạ hoặc chất lượng hiếm có, ông Dũng phải nhờ đến sự giới thiệu, giúp đỡ của những người uy tín trong số các nhà lai tạo ở Nhật Bản không chỉ được biết đến với thú chơi coi sang chảnh, đại gia Lê Văn Dũng còn nổi như cồn trong giới chơi cây cảnh toàn quốc. Bất cứ ai đến thăm khu vườn của vị đại gia này đều phải choáng ngợp bởi chủ nhân dành tới hàng chục hecta để trưng bày vô số loại cây cảnh ở trong nước cũng như là nước ngoài. Nổi bật nhất trong vườn cây cảnh này đó là cây sơ ri Mỹ được anh mua tại triển lãm bonsai châu Á Thái Bình Dương vào năm 2017. Được biết, những cây giành giải vàng tại triển lãm bonsai châu Á Thái Bình Dương đều có giá trị và rất khó mua. Vâng thì đó là những gì mà Mạnh Bonsai vừa mới chia sẻ và gửi tới quý vị và các bạn trong cái video ngắn này. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã thường xuyên theo dõi, thường xuyên ủng hộ cho Mạnh Bonsai trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh, đồng thời tích vào quả chuông ngay bên cạnh để thường xuyên nhận được những video mới nhất của mạnh bonsai một lần nữa mạnh xin chân thành cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại